rồi. Xin chúc mừng hai anh em đã có thợ màu đẹp. Cảm ơn anh mua của Vũ cũng một số cây nhưng chưa. Gọi là mà bạn đặt vàng. Bạn ấy chọn lựa những cây cũng rất là xuất sắc. Già. Đấy, thấy già không? Đấy, được cái tuổi rất là già. Cái này một cây trường hoành. Tuổi rất tốt. Đây này, bạn ấy còn cẩn thận đến mức độ là sợ mất cây nên xích nó lại. Con quay đằng sau này già quá này. Già lắm. Bạn Đạt, ý tưởng chắc là cây này làm cây trường hoành này chắc chắn rồi. Cây si, một cây si cũng rất là già. Máy trực. Đúng là nó sẽ bị hạn chế một chút của cái việc đang nuôi và gìn giữ cây nên là không thể cắt ra để cho mọi người xem được. Nhưng mà cây này là một gốc cây của cây si. Già lắm, già đến tận từ trên đầu xuống tận chân luôn. Và kinh khủng. Tiếp theo nữa là một cây cũng rất là già. Cây này ở dạng như gầu cây ba vai này. Này, tuổi kinh khủng không? Già lắm. Thấy không? Độ nhu nhăn của cây này. Nếu đi mua mình sẽ phải chọn từ những hướng cây này đổ lên. Tuổi cây thì khỏi bàn này. Quan trọng là định hướng ra cổ ngọn thân tay cành là rất là tốt. Cái chi cái trục vẽ ra đều đẹp. Cái này hơi đơ một tí thì người ta đã có cái cách kiến tạo, nó là đục cho một cái vào đây rồi. Thì sau này khi nó liền nạc cái là nó sẽ ổn định và mềm dẻo. Cái cốt này một trong những cây cốt rất là to này. Các bạn ấy cũng rất tin tưởng vào những cốt này nên bạn ấy yêu nó lắm. Xích vàm hết lại này thì ghê gớm mà. Sao? Tuổi khỏi bàn luôn. Toàn trên trên bánh tẻ hết rồi. Không không nói là già sụn xịn nhưng mà trên bánh tẻ hết. Nu sụn và các thứ thì nó lại ở thể trạng của cây khác. Tiếp theo nữa là một cây si này. Cây si này rất là đẹp. Đáng siêu. Đấy. Vẫn đang quá trình của cái tạo tác và nuôi dưỡng nên là vẫn còn nhìn nó hơi thô, phải tác động thêm một vài chi tiết nữa để cho nó mềm dẻo ở cái thân và cái trục chi tay cành nó đi bỏ nhiều. Tiếp theo nữa là một cây này là cũng là ở trạng thái là cây ba vai đấy, đúng không? Này. Một này, hai này. Đấy. Rất là già, bạn này chọn cây được cái cốt và chất liệu cây rất là. Nếu để nuôi cho tương lai, cho mai này thì nó phải là những cốt như này. Bởi vì cái cây này to. Cái đường hoành xung quanh nó khoảng tầm 2m6-3m. Còn định hướng cho cây này cũng sẽ phát triển thành một cây ba thân. Ở trạng thái là thân chủ đang rất là lưỡng của cái cột tay cành của ngọn. Không hiểu chủ nhân sẽ vẽ như nào. Nhưng chắc là họ cứ nuôi thôi. Đấy. Rất là to. Cốt này là cốt sau này đòi được nhiều tiền. Bên này thì dài quá. Và kinh khủng. Này là quá. Này, dẫn cái này ra để nhìn thấy cái độ dài của nó. Và kinh khủng, đã đỏ thân. Thật đấy.
vẫn được nuôi, vẫn phải cần nuôi triển khai. Trong cách chọn lựa và chăm nuôi thì thực sự là những cốt này là những cốt để nuôi, nhưng nếu mà với tôi thì những cốt này sẽ là những cái mà phải để định hướng lâu dài hơn một chút so với những cốt khác. Có nhiều cây giả. Đây là một cây nữa này. Cây này già quá. Đổ ra để khỏi bàn. Đây chúng ta còn phải đi lên trên trên tầng trên đi. Trên tầng trên. Quá nhiều cây. Có nhiều cây đẹp là bị thành tội đấy. Cái đường lắm này mới là cây đẹp đấy. Cái đẹp này mà mày cũng mua. Chưa gì này thì đi. Anh không ra đòn rồi sao em? Đứng giữa trời nắng 40 độ này mà cây vẫn cứ chơi không như không cái gì, không có biểu hiện gì. Hôm nay anh em có nhìn thấy đứng giữa trời nắng được không? Nhỏ thôi nhưng mà cây nào cũng có võ hết. Bạn này bạn rất nhiều trạng thái hiểu cây 3 thân và 5 thân gì. Ra chủ luôn nhỉ, ra chủ xem cái này có nhiều tiền không nhỉ? Đúng rồi. Ta chủ xem cái này có nhiều tiền không? Ưu đãi nhất cho anh em. Nói, trong mắt nói được là không phải không? Tiền nắng này không? Quan trọng là giá ok. Giá ok. Anh em chủ đáo được hết. Được rồi. Tiền nắng là trừ theo. Ta chủ bảo bây giờ anh đứng nắng từ giờ đến ngày mai. Cái ở bên kia, phần bên kia cái đường đỏ nó rõ nét hơn. Đường đỏ. Mùa này thấy nhiên toàn. Vừa đâu là nhiều tác phẩm dài đấy. Cái này vườn cây của Phú Lê và bạn Đạt. Đang ở thầy Quý không đây? Em thấy quá quý nhỉ. Cứ bảo là mình cây này là một trong những cây dáng của nó gọi là dáng nhiều tiền đấy. Em nhìn cây thì em cái cây này không nói lên lời là nó đẹp rồi. Vì nó đẹp nó khó diễn tả không nói. Tuy nhiên là khẳng định với anh đấy là cây xanh cả. Được rồi, ok, được 100% tin tưởng. Với đây đây xem còn bắn mắt nè. Ta phú để em xử lý trên đất này nóng cả người lên. Vấn đề là con bắn mắt này bao tiền? Đây nhà vườn này là của nhà vườn của Đạt với Phú. Suy đẹp quá, đang trực nhưng mà các tay cảnh của nó là chuyển thiên biến văn hóa rất tốt này. Các trục các chi tam cảnh đi nó không cái nào lập là cái nào. Như nào bảo anh cái này là trong sau 2 năm hay 3 năm bạn cứ nói. Tôi về tôi mất công tôi nuôi thôi. Đấy. Nhiều khi sáng nay vừa nói câu chuyện là kể cả người ta mua 108 triệu cái bể, người ta bảo là sau này 2 năm sau người ta bán lỗ người ta cũng sướng. Trời ơi, hôm nay mình lại mua nữa rồi. Bắt tay. Hôm nay lại mất tiền. Thôi anh cứ nói đi, bắt tay đi cho vui đi. À, cũng mặt mướt rồi đấy. Bảo cao về bạn. Nó bây giờ là 50 cây vẫn còn cây rồi. Bỏ rồi. Vặt đi không được. Anh nhìn nó thích. Có quả mình thích rồi. Mua được em. Đây này đẹp. Cháu nó thích. Em đi, nó thích. Để cho nó. Đây là quả sân của Phú Lê nhá.